chào các em. Hôm nay Su Su sẽ đem đến cho chúng ta bài thơ Con Trâu. Cùng nghe bạn Su Su đọc các em nhé. Con Trâu. Con trâu ăn cỏ, no bụng ngủ ngon, nghe gà gáy dồn, dậy đi cày ruộng. Chúng mình vừa được nghe bài thơ Con Trâu. Các bạn nhỏ có biết con trâu ăn gì và thường phải làm việc gì không? Chúng mình đọc lại một lượt nữa nào. Con trâu. Con trâu ăn cỏ, no bụng ngủ ngon, nghe gà gáy dồn, dậy đi cày ruộng. À, chính xác rồi. Hằng ngày, trâu ăn cỏ và phải đi cày ruộng cùng các bác nông dân đấy. Chúng mình đọc lại một lượt nữa nào. Con trâu. Con trâu ăn cỏ, no bụng ngủ ngon, nghe gà gáy dồn, dậy đi cày ruộng. Chúng mình nhớ học thuộc bài thơ các em nhé. Hẹn gặp lại các em. Mẹ ơi, mẹ uống sữa lúc nào đấy? Các em yêu quý, các em có bao giờ thắc mắc sữa mẹ ở đâu mà nhiều thế không? Chắc có rất nhiều bạn thắc mắc điều đó, bạn bè cũng vậy đấy các em ạ. À, chúng mình cùng Su Su học bài thơ Bề Hỏi Mẹ để xem bạn bè thắc mắc như nào nhé. Bề hỏi mẹ. Mẹ uống sữa lúc nào mà sữa đấy vú mẹ, còn con bú nhiều thế sữa lại chạy đi đâu? Ơ kìa, mẹ không nói lại cứ cười là sao? Bề con thật đáng yêu phải không nào? Chúng mình đọc lại một lượt nữa nhé. Bề hỏi mẹ. Mẹ uống sữa lúc nào mà sữa đấy vú mẹ, còn con bú nhiều thế sữa lại chạy đi đâu? Ơ kìa, mẹ không nói lại cứ cười là sao? Mẹ ơi, mẹ uống sữa lúc nào đấy? Bề con thắc mắc tại sao mẹ không uống sữa mà sữa lại đấy vú mẹ, còn bề thì bú mẹ suốt ngày, chẳng hiểu sữa chảy đi đâu. Có bạn nào thắc mắc như vậy không? Sữa mẹ giúp chúng mình mau lớn và khỏe mạnh đấy các em ạ. À, các em nhớ đọc bài thơ cho bố mẹ nghe nhé. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất vui. Tạm biệt các em nhỏ thân yêu nhé. Các em ơi, hôm nay chị mời các em cùng Su Su học bài thơ Năm Mảnh Gỗ. Mèo con nhặt được năm mảnh gỗ rơi, sắp xếp một hồi thành ngôi nhà nhỏ, trồng hoa, trồng cỏ, xanh đỏ quanh nhà. Ôi cô mèo ta thèm vào ở quá. Ô, mình muốn vào ở trong nhà này quá. Nếu nhặt được 5 mảnh gỗ, các em bỏ đi hay giữ lại? Bạn mèo trong bài thơ sử dụng 5 mảnh gỗ để làm gì các em nhỉ? Cùng Su Su đọc lại bài thơ nhé. 5 mảnh gỗ. Mèo con nhặt được 5 mảnh gỗ rơi, sắp xếp một hồi thành ngôi nhà nhỏ,
trồng hoa, trồng cỏ, xanh đỏ quanh nhà. Ôi cô mèo ta, thèm vào ở quá. Ôi, mình muốn vào ở trong nhà này quá. Bạn mèo nhặt được 5 mảnh gỗ và xếp thành một ngôi nhà nhỏ xíu rồi trồng hoa, trồng cỏ khắp ngôi nhà đó. Các em thử bắt chước bạn mèo xem sao nhé. Chị tin các em cũng sẽ có những ngôi nhà nhỏ xinh cho riêng mình. Hẹn gặp lại các em! Chào các em! Hôm nay các em cùng bạn Su Su học bài thơ Con cóc xấu xí các em nhé! Con cóc xấu xí. Con cóc xấu xí, da đen xú xì, mắt lối hòn đi, ít ai để ý. Con cóc xấu xí, tiếng kêu đẫu trời, sấm vang chớp giật, rào rào mưa rơi. Tại sao mọi người lại gọi cóc là con cóc xấu xí các em nhỉ? Cùng Su Su đọc một lượt nữa nhé. Con cóc xấu xí. Con cóc xấu xí, da đen xú xì, mắt lối hòn đi, ít ai để ý. Con cóc xấu xí, tiếng kêu đẫu trời, sấm vang chớp giật, rào rào mưa rơi. Cóc có da đen xú xì, mắt thì lối hòn bi xấu xí hơn các bạn, nên chẳng ai để ý đến cóc. Nhưng mỗi lần cóc kêu thì sấm vang, chớp giật, rào rào mưa rơi. Cóc báo hiệu cho mọi người khi trời mưa to đấy các em ạ. Các em thấy bạn cóc có xấu xí như mọi người nghĩ không? Chúng mình đừng bao giờ chế giễu vẻ ngoài của các bạn nhé. Chúc các em học tốt và chăm ngoan. Chào các em! Chào các em! Buổi sáng các em thường dậy lúc mấy giờ? Có bạn nào ngủ nướng không? Hôm nay các em cùng Su Su học bài dậy sớm nhé! Dậy sớm. Gió dậy sớm tập chạy, chim dậy sớm tập bay. Bé dậy sớm cùng bố, tập đưa tay, giang chân. Bạn gió và bạn chim thật là chăm chỉ phải không nào? Bạn gió dậy sớm để tập chạy, còn bạn chim dậy sớm để tập bay đấy. Các em có biết bé dậy sớm để làm gì không? Cùng Su Su đọc lại bài thơ một lần nữa nào. Dậy sớm. Gió dậy sớm tập chạy, chim dậy sớm tập bay. Bé dậy sớm cùng bố, tập đưa tay, giang chân. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cũng chăm chỉ giống như bạn gió và bạn chim, bé dậy sớm để cùng bố tập thể dục. Các em hãy học tập bạn ấy nhé. Chúng mình chăm chỉ học bài và đọc to cho bố mẹ nghe nào. Chị chào các em. Nhấn nút subscribe để cập nhật các video mới nhất từ Bookit bạn nhé!